Chào các bác nha. Nay sở em mới có mẫu mới là mẫu sói đầu đàn. Chất lượng hương đá hàng nguyên khối các bác nhá. Nên mình đừng nét thần thái và vân gỗ thì các bác yên tâm, quá là đẹp luôn. Cái này mới là hàng mộc các bác nhá. Các bác đặt hàng thì để lại số điện thoại để em tư vấn cụ thể cho các bác ạ. Hàng bên em thì các bác luôn được mở hàng ra kiểm tra tác phẩm trước khi thanh toán để cho các bác yên tâm về chất lượng về hàng bên em. Con này rất là đẹp luôn đấy các bác ạ. Em xin chào các bác nha. Đây là mẫu sói đầu đàn các bác nha.